À, kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Wizard. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn đó là Inbox Style Manager vào phần mềm để chúng ta nhập chọn màu line cho nó dễ nha các bạn. Rồi, ta bắt đầu vào phần mềm luôn nha. Đây là sử dụng phần mềm. Bây giờ chúng ta muốn Inbox Style Manager đó chỗ nào? Check-in nè. Style Manager nè. Đây, Inbox nè. Rồi Inbox nè. Ngay này nè, chúng ta chọn đường dẫn đến nha. À, hôm nay ta lấy mẫu này nha. Rồi mở nè, sau khi mở rồi thì ta chờ nó lót lên nha các bạn. Sau khi lót lên nè, chúng ta coi hết nè. À, giờ chúng ta muốn lấy hết hay không? Nếu lấy hết thì bấm select on. Đó, ta bấm inbox, bấm yes, bấm on nè. Đó, thấy không? Lót ăn nè, đóng vô nè. Cơ nè, đó, like nè, click nè, rồi sau khi bóc thì tôi bấm vào lô đóng nha, nó các bạn thấy không?